kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Khi xem những thước phim từ trên cao, ta có thể tưởng tượng rằng tòa nhà IFC One Sài Gòn như một thanh gươm rỉ sét đang cắm trên đầu một con rồng. Sài Gòn One Tower được xem là một trong những dự án có vị trí đắc địa bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh khi nằm trên khu đất vàng rộng hơn 6.600m2 tại giao lộ Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, quận 1. Nhưng suốt 16 năm qua, sau nhiều lần đổi chủ đầu tư, đổi tên dự án, đổi cả thiết kế bên ngoài, nhưng tòa nhà vẫn có số phận khá hẩm hiu, lận đận kéo dài từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại, nhưng chưa biết được tương lai sẽ đi về đâu. Được khởi công vào năm 2007 với quy mô 41 tầng, không tính 5 tầng hầm và 3 tầng kỹ thuật. Tổng vốn đầu tư là 256 triệu đô, tương đương 5.000 tỷ đồng thời điểm đó. Theo thiết kế, công trình cao 185 mét, gồm 180 căn hộ và khu văn phòng. Đây được xem là dự án đình đám, sang trọng bậc nhất thành phố tại thời điểm công bố. Năm 2011, khi đã đạt 80% khối lượng thi công, thì tòa nhà bị tạm dừng, nguyên nhân là do cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã làm chủ đầu tư cạn kiệt vốn. Toàn bộ dự án này từng là tài sản thế chấp cho khoản vay tín dụng, tính cả gốc và lãi đến năm 2017 là hơn 7.000 tỷ đồng tại MSB và Đông Á Banh, trở thành khoản nợ xấu. Sau đó đã được VAMC thu giữ và thu hồi để xử lý nợ xấu. Đầu tháng 3, 2018, VAMC công bố bán đấu giá dự án này với giá khởi điểm 6.110 tỷ đồng nhưng không ai mua. Đến năm 2021, công ty Vivaland xuất hiện với tư cách là đơn vị quản lý và phát triển dự án Sài Gòn One Tower. Dự án này cũng được đổi tên thành IFC One Sài Gòn. Vivaland sau đó đã đổi thiết kế của tòa tháp, cho tháo hết lớp kính cũ, lắp kính vẫy rồng, cùng đèn LED vô cùng ấn tượng. Tòa nhà nằm im bất động sau 14 năm cũng đã được chuyển động lại, làm khuynh đảo các mạng xã hội, báo chí thời điểm đó. Không chỉ người dân thành phố, mà nhiều người dân ở các tỉnh thành cũng háo hức chờ đợi tòa nhà được hồi sinh. Giới nhiếp ảnh và cộng đồng yêu thích skyline từ đây sẽ không còn phải ngé khối bê tông xấu xí này ra mỗi khi chụp ảnh, quay video. Thế nhưng khi đang hồi sinh, vẫn đen lại quay lại đeo bám tòa nhà. Tháng 10 năm 2022, biến lớn ập đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, làm nên một đại án chấn động, không chỉ trong nước mà còn ở phương diện quốc tế. Vivaland thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát, do đó tòa tháp cũng bị điêu đứng theo bà chủ tịch họ Trương của tập đoàn. Đến nay sau 16 năm, IFC One Sài Gòn vẫn chỉ là cục bê tông phơi nắng xấu xí, chỉ có điều là đã có lớp vẫy rồng sặc sỡ hơn trước. Nên nhìn từ một phía, vào ban ngày thì ta thấy vẫn ổn. Nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Không biết được trong tương lai tới, số phận của tòa nhà sẽ ra sao? Cá nhân mình vẫn cứ hy vọng rằng tòa nhà sẽ được hồi sinh trong tương lai gần để không làm xấu bộ mặt của thành phố. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!